Vâng, Blabet Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô, chú, quý chị đang xem trên kênh YouTube của Blabet Bình Dương nha. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì Blabet đã có mặt tại mộ của chú Vũ Linh để ghi hình chia sẻ cho bà con nha. Thì cũng có rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải biết bà con ơi. Nhưng mà trước khi cập nhật những cái thông tin đó thì bây giờ là Blabet ta phương cho chú Vũ Linh trước. Sáng Có nay việc mua không? một cái ly cam. Bữa nay ngày 27 đúng không chị? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 27 tháng 8 năm Giáp Thìn. Còn là quản lý cho kênh YouTube mình làm đất Bình Dương trình với các chư vị thổ thần hộ mộ đất đai chiến sĩ nhân trạch và cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh Động Võ Văn Hoang pháp danh Tâm Giác. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hương thọ 66 tuổi, an táng tại Hòa Viện Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén hương này, con mời hương linh của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh cũng như tất cả các chư vị về dùng một cái ly cam, mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho hương linh cố nghệ sĩ sớm vãng sanh về với cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, cái hoa hồng. Cái hoa hồng từ ngày hôm qua luôn. Từ ngày hôm qua mà nó này giờ vẫn còn quá trời đẹp hả chị? Hôm qua mình thấy mình tưởng là tàn à ha. Nhưng mà cái những cái tàn đó thì nó cũng còn nở lại bà con ơi, cũng còn những cái rất là đẹp luôn. Sáng nay vừa lau mộ vừa tâm sự cho bà con cô bác nghe về cái câu chuyện nha bà con. Chị Bích có nghe cái câu chuyện gì chưa? Hải có nghe câu chuyện này chưa? Tức là con ve tọa tọa ngoài Hà Nội á, người ta xử là Hồng Loan chiến thắng đúng không, là bên BH là sẽ gọi là hoàn trả lại cái số tiền hình ảnh của cố nghệ sĩ á. Thì trong vòng 1 tháng hay nhiêu đó thì bên BH người ta cũng đã gửi lại cho Hồng Loan là gần 54 triệu. Và Hồng Loan mà nhận được số tiền đó là chuyển hẳn ra ngoài Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn. Còn phía con ve là tòa ngoài Hà Nội là yêu cầu là phải trả lại là 89 triệu, nhưng mà bây giờ con ve nó không có trả cái số tiền đó mà nó kháng cáo. Mà cái số tiền đó chỉ trong thời gian qua thì mình nghĩ cho nó làm gì, đâu có nghe nó từ thiện từ thôi gì từ cái số tiền đó đâu. Vậy thì nó sử dụng vào mục đích là cá nhân đúng không? Hơi Vậy nhiều thì quá chúng ta có thể thấy được rằng á, hai vị á, Hồng bên phía Hồng Loan đó là nhận được tiền liền, là coi như là chuyển luôn cho bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là chị thấy không, quá tiền trời. quá Là tuyệt hình vời. ảnh là Hồng Loan là lấy lại bản quyền hình ảnh là vì gì? Vì cái danh dự, Quá tuyệt vời chị, vì đúng cái danh rồi. dự của chú, chứ đâu phải là vì tài sản, vì tiền bạc. Nếu mà vì tiền bạc thì Hồng Loan lấy đó xài rồi, mắc Lấy mớ xài chứ gì. mất mớ gì chẻ, đó người ta vì danh dự. Cho nên như cái lời Hồng Loan nói là sẽ sử dụng vào cái mục Mà đích con ve nó cũng đâu tốt có nhất. hờ thuận hay gì đâu, mà nó cái như Đúng nó rồi, lấy lý do nó là mà chỉ chúng ta phù thấy hộ cho gì cho chú đúng không? con ve nó không có hờ Là con phượng gì chim luôn. hôn, mà chim hôn hờ Kim đồ Mà hơn con hờ hô là thôi. gì mà phải hờ? Nhưng mà ý là nếu mà có lý do đó đó đúng Ừ. không, là đâu có đúng, tại vì nó đâu có làm gì đó đâu, để dùng số tiền đó để giao việc riêng. Cho nên mình cần phải lên án, cũng như là bây giờ là kêu gọi mọi người cần phải cho con ve nó phải trả lại số tiền đó cho Hồng Loan, để Hồng Loan sử dụng một những cái mục đích chính đáng. Chứ giờ những cái bản cái bản quyền hình ảnh của chú mà lấy và sử dụng tiêu xài cá nhân thì đâu có được. Đúng rồi, Vậy đúng không? đúng, Tiền mình làm ra thì mình xài, chứ bây giờ thì đó hình ảnh của chú sử mà. dụng để Đúng rồi, làm hình cá ảnh. nhân cho mình. Thì mình thấy được, mình so sánh, mình có thể so sánh được. Một người là con của chú, một người là cháu của chú. Đó, thấy không? Hai người. Một người là đang giữ 89 triệu, một người là 53 triệu. Nhưng mà ta đâu có xài, ta chuyển hẳn cho bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó.
giúp cho nhiều người. Mà chị nghĩ bây giờ kháng cáo, hay gì cái hay gì mình kháng cáo thì mình cứ gửi cho Hồng Loan để Hồng Loan ta làm từ thiện luôn đi. Thì hay gì vậy thì mình thấy không? Nhanh gọn lẹ. Mà bên BH người ta thấy không? Tòa xử là người ta chấp nhận liền. Là nó không muốn thua chị Hồng Loan. À đúng rồi đó. Thua gì mà nó thua rồi thấy nhục quá là không muốn. Nó thua là nó thua trắng đường luôn rồi. Mà nó còn không cho con chú là ở trong cái căn nhà đó, thấy không? Nó muốn giành cái gì của chị Hồng Loan đó, thấy không? Một cái tin vui là hôm qua là chị Ni Hồng Loan nè, với là hai vị luật sư của công ty Tâm Quang đã có mặt tại nhà Hồng Loan rồi đó. Cái việc liên quan, dĩ nhiên là liên quan đến tòa án rồi, đúng không chị? Đó thì sắp tới đây em nghĩ là BH là sẽ xong, là chắc chắn là con dê phải hoàn trả cho Hồng Loan là 89 triệu thôi. Rồi xong cái việc đó thì tiếp tục về cái việc là dành nhà cho ở nhờ của con dê, mà trong khi đó là con dê là cái người đi kiện. Chị biết đi kiện vụ gì không? Đi kiện vụ giấy khai sinh giả. Vậy đó hả? Ừ. Ở ai mà làm giả cho được? Thì đó. Ví dụ như ở đâu mà làm giả thì bởi vậy người ta thường nói là con kiến kiện cứu khoai, mà trong khi là nó sai mà nó lại đi kiện nhà nước. Mà ở phía bên kia nó cũng hay thiệt ha. Nó vì tiền mà nó chuyện gì nó làm cũng được hết. Nên các cô chú anh chị thấy á, có những người á là năm rồi ỷ ra bao nhiêu là năm nay ăn lại hết. Đặc biệt không thể thiếu đó chính là ông Hề Lê Lết nè, Thám Tử Đầu Đất nè, đó, đạo diễn Đức Dây, là những người ăn ra bao nhiêu ị là bao nhiêu. Sao vậy? Sao tự nhiên đi hết trơn rồi bà con ơi? Đó, sáng nay là tiên đi đâu rồi ta? Sáng nay là 15 mét có mặt tại mộ của chú Vũ Linh nè bà con, quá đẹp chưa? Đó, sáng nào là cũng có mặt tại mộ để cùng với các anh em tại mộ của chú lao mộ cho bà con, lúc nào cũng có một cái ngôi mộ sạch sẽ ha. Khi mà chúng ta đến viếng thăm mộ của chú thì đối với những anh em mà tại mộ của chú Linh đó, thì các cô chú anh chị thấy không, là trước giờ vẫn vậy, chưa ai mà gọi là quay xe hết đó. Các cô chú anh chị có thấy là một cái điều kỳ lạ không? Thì đây là một trong những cái tin mà rất là vui đúng không? Đối với những cái YouTuber mà ngồi tại nhà thì đã có rất là nhiều những YouTuber vì tiền mà bán rẻ lương tâm, quay xe quay ơ ha, rồi vì những cái lợi ích của cá nhân cũng quay xe. Ví dụ như Thám Tử Đầu Đất, nó nhờ Hồng Loan bán những cái chai nước hoa, bán những cái chai mật ong, cuối cùng là Hồng Loan không có nhận cho nên là quay xe. Rồi cái bà Trang Mobi đó, bà Trang Mobi là cũng vì lợi ích cá nhân, câu view câu like. Rồi đạo diễn Đức Dây đến vì muốn làm một cái bộ phim, Hồng Loan không hợp tác, thế là quay xe quay ơ đúng không bà con? Rồi Hề Lê Lết thì vì mấy chai mật ong của thằng Thám Tử Lùng đó cho nên cũng quay xe quay ơ. Nhưng mà một cái điều đặc biệt đó chính là những anh em tại mộ của chú Du Linh thì trước sau như một vẫn ủng hộ Hồng Loan. Cho dù bây giờ là vẫn có rất là nhiều những cái người mà gọi là thân cận,
bên cạnh Hồng Loan cũng đã hai mặt, lòi ra những người gọi là hai mặt đó, ví dụ như là cưới hai bàn thờ nè, cũng có những cái lời hứa, cũng có những cái lời thề, thì cuối cùng cũng quay mặt, quay xe quay ơ đó, thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái điều đó. Rồi về còn còn cái vấn đề về anh Huy Sang á, thì hiện tại thì theo 15 thấy là hiện tại là cộng đồng đang vẫn công kích anh Huy Sang rất là mạnh mẽ, do là một số những cái phát ngôn vừa qua. Ví dụ như là anh cũng đã chỉ trích một số những kênh YouTube khi mà những kênh đó chính thức lên tiếng là nói anh Huy Sang quay xe. Đó, cho nên là anh nên anh cũng đã là có những cái lời nói nó cũng là không hay, đòi dẹp những cái kênh YouTube đó. Đó. Cho nên là hiện tại là cộng đồng mạng đang gọi là tấn công dữ dội luôn. Theo 15X nghĩ thì trong cái thời gian, trong cái lúc này á, là anh Huy Sang nên quyết định, nếu mà đã ủng hộ Hồng Loan thì nên lên tiếng hoặc là im lặng. Đối với bên kia thì chúng ta sẽ lên tiếng đó để ủng hộ Hồng Loan, còn bên chúng ta thì chúng ta phải ủng hộ bên chúng ta, chứ không phải nào mà những người người ta góp ý cho mình lại đi chỉ trích và đòi dẹp những cái kênh khi mà công kích mình. Tại vì người ta công kích mình đều có những cái lý do hết đó. Thì ở đây 15X cũng nói lại về cái vấn đề này. Tại vì trước đây là nếu mà anh Huy Sang mà dùng những cái lời nói mà kêu dẹp những cái kênh YouTube của bên phía bên mình á, mà nói dẹp những cái kênh YouTube phía bên kia, phải nói quá quá tuyệt vời, tại người ta sẽ ủng hộ mình hết lòng. Nhưng mà trước đây thì bên phía bên kia tấn công chị Hồng Loan rất là nhiều luôn, và người ta phát hiện ra một cái điều rằng á, là anh Huy Sang là dành những cái lời khen cho những người mà đi công kích Hồng Loan đó, cho nên người ta thấy phải nói nó cực kỳ phản cảm. Một người ủng hộ Hồng Loan mà lại có những cái lời khen cho phía bên đối lập và dành những cái lời lẽ không hay khi mà người ta lại tấn công chính mình đó, thì đây là một cái câu hỏi rất là lớn của cộng đồng mạng. Cho nên người ta tấn công anh Huy Sang là một trong những cái điều tất yếu khi mà người ta thấy những cái điều bất công nó hiện hữu ở trong cái tim này đó. Cho nên là người ta không thể nào mà không tấn công anh Huy Sang được đó. Đối với 15X thì 15X có một cái nhìn như vậy. Thì hôm nay là ngày ngày 20 29 đâu mà con. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, là một cái ngày đặc biệt nha. Hôm nay là ngày cô Phương Hằng xả cửa khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương. Cho nên là bà con cô bác nào mà chúng ta muốn đi đi tham quan du lịch tại Đại Nam mà chúng ta không tốn tiền á, thì đây là một trong những cái cơ hội nha. Cô Phương Hằng sẽ miễn phí 4 ngày liên tục, đó là 4 ngày chủ nhật cho bà con. Chủ nhật tuần này, chủ nhật tuần sau và hai cái chủ nhật tuần tới là sẽ miễn phí vé cổng là một, miễn phí vé biển tắm biển á bà con là hai, miễn vé phí tham quan vườn thú là ba, và cuối cùng là một số những cái trò chơi là sẽ được miễn phí đó. Khi mà đi tham quan thì chúng ta sẽ được sử dụng miễn phí vé xe điện nữa đó, thì đây là một trong những cái mà phải nói cực kỳ hấp dẫn trong cái ngày hôm nay. Bảo đảm luôn khu du lịch Đại Nam sẽ gọi là có thể là sẽ bị vỡ trận, tại vì cách đây là 10 năm trước là khu du lịch Đại Nam của cô Phương Hằng cũng đã từng miễn phí như vậy, và một cái hình ảnh đó chính là kẹt xe kéo dài cả chục cây số trên quốc lộ 13 cũng như là đường Nguyễn Chí Thanh. Thì mới đây thấm thoát đã 10 năm rồi, và hôm nay thì cô Phương Hằng đã quay trở lại và ủng hộ đó, thì là một trong những cái mà điều rất là tuyệt vời ha, dành cho bà con nào mà chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch tại Đại Nam, thì đây là một trong những cái dịp để chúng ta có thể là cùng với là gia đình
đi tham quan Đại Nam rồi đi tắm biển, đi tham quan vườn thú xem con này con kia ha, được đi xe điện miễn phí luôn thì quá là tuyệt vời, không còn gì tuyệt vời hơn đó. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì 15X Bình Dương có những cái thông tin cũng như là những cái cập nhật như vậy để gửi đến cho toàn thể bà con cô bác. À, một cái điều quên nữa là 15X sẽ cập nhật trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam ở trên kênh là 16X Bình Dương. Thì bà con nào mà chúng ta muốn xem tình hình tại Đại Nam cũng như là được gặp gỡ cô Phương Hằng vào lúc là 18 giờ chiều nay ngày 29 tháng 9 ở trên kênh 16X Bình Dương thì chúng ta hãy nhanh chân đăng ký kênh 16X Bình Dương nha. Đó, 16X Bình Dương sẽ trực tiếp, 16X Bình Dương sẽ trực tiếp chứ không phải là 15X nha bà con. 15X này sẽ dành chỉ dành cho drama gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thôi. Đó, còn 16X Bình Dương là sẽ hôm nay sẽ trực tiếp tại khu du lịch Đại Nam nha. Còn bây giờ thì 15X xin chào và hẹn gặp lại.